mấy đứa em bên Mỹ á, điện thoại về nói là chị ơi hãy về coi chị Lan như thế nào mà em điện thoại chị Lan không nghe. Một cú sốc lớn giống như là lãnh một cái án tử hình của ông trộm ban xuống. Thì cô mở cửa nó đóng kín mít à, nó thui luôn, nó tắt đèn rất là tối thui. Cô nhốt mình trong cái phòng tối, cô không coi tivi, cô không làm gì hết. Nó buồn lắm, nó không còn sức sống. Cô cứ nằm đó mà cô khóc. Xót cho em mình lắm, tại vì nó còn hai đứa con nữa. Con cô mới học lớp 9 à, nó rất còn nhỏ, nó chưa có hiểu hết, nó chưa có biết hết tất cả. Thì có phải là quá tội nghiệp không? Mình đau lắm, giống như một khúc ruột của mình bị cắt vậy đó, từng đoạn, đau thật đau. Từ từ cô lấy lại tinh thần và cô quyết chữa trị để vì hai đứa con của cô. Thì bắt đầu cô thấy cô bị sưng một cái cục ngay cái cổ. Thì cũng siêu âm cũng này nọ mà bác sĩ không thấy gì hết. Thì bác sĩ nói bây giờ tôi sẽ cho một cái lệnh để mà chụp CT rồi buổi chiều quay trở lại. Thì bác sĩ mới coi cái phim chụp hình mới nói nó nằm dưới đáy lưỡi, bởi vậy cái lưỡi của cô nó che, không siêu âm không có thấy được, chỉ có chụp CT mới thấy thôi. Bác sĩ mới tiến hành sinh thiết cho mình. Thì 2 ngày sau bác sĩ mới phán là nó ác tính, là chắc chắn là bị ung thư rồi. Nguyên một ngày đó là chị giống như là bần thần không biết phải làm sao, tại vì một cái phán đoán mà nó quá bất ngờ. Sau đó bác sĩ mới nói như vậy: theo tôi á, nếu cô có điều kiện thì nên đến bệnh viện Pháp Việt là ưu tú nhất. Bà Basma thì bà mới phân tích á, theo cái kết quả đó thì chị đã ở giai đoạn 2 là phải xạ trị là 33 tia, rồi hóa trị là cũng khoảng 20 lần đó. Cái người em trai của cô á đang ở bên Úc, nó nói bây giờ á không chữa trị Việt Nam, em đã book vé máy bay cho chị, đã đặt hẹn bác sĩ luôn, em đưa chị qua bên Singapore để chữa trị, giống như là đi chỗ khác để chữa. Nó nói tại sao phải đi, bác sĩ bác ma trình độ cao như vậy, hiểu biết như vậy mà người ta đang tìm cho mình, tại sao phải đi chỗ khác. Cô dứt khoát không đi là không đi. Những người khác á, xạ trị thì bình thường lắm, riêng cô xạ trị thì cô là bị phỏng. Lúc đó cái cổ cô rất là đau, là coi như mỗi lần vô là phải rửa vết thương tại nó bị nhiễm trùng mà. Nhiều khi cô khóc, cô nói chứ, cô nói với mọi người ta muốn buông cho rồi, khổ quá. Nếu cô buông xuôi á là coi như chấm hết cho bản thân mình á thì nó dễ quá, nhưng mà chấm hết cho hai đứa con mình quả tội. Buông như vậy là vô đạo đức. Sau khi điều trị ở trung tâm Hy Vọng trong bệnh viện Pháp Việt á, bác sĩ Basma bà ngày nào bà cũng vô thăm viếng mình, bà rất là buồn. Bà nắm tay mình, bà còn nói chứ, tôi không hiểu tại sao vết thương bà không lành. Ba đêm nay tôi không ngủ được không? Tôi không hiểu lý do, tôi phải tìm được một cái lý do nào đó để tôi chữa trị cho bà. Đó, mình nghe mình rất là cảm động, tại vì bà rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, bà coi mình giống là một người thân vậy đó. Khi mà bà tìm được chỗ bà vô, bà thông báo cho mình mà bà vui vẻ giống như tìm được một cái lý do rồi. Bà nói, tôi tìm được rồi. Bà quá yếu sức đến mức độ mà trong máu của bà nó không có chất gọi là làm lành vết thương, mà cái chỉ số đó của bà thấp quá, do đó nó không làm lành được. Đó, thì bà mới cho một cái lệnh là truyền huyết thanh. Thì sau khi truyền xong á, một cái kỳ diệu, 2 ngày sau tự động vết thương khô rang luôn. Điều đó chứng minh rằng mình phải tin tưởng
bác sĩ. Mình tin tưởng thì bác sĩ mới làm mọi cách, mọi khả năng để tìm ra cái cách để chữa bệnh cho mình. Những người bệnh á, thì họ thường có những cái tiêu cực nhiều lắm. Nên những người nuôi hãy dịu dàng và chăm sóc ân cần, và hãy có tư duy tích cực, hài hước hơn, nó vui vẻ hơn, thì bệnh nhân cảm nhận được à, bệnh ai cũng bệnh, nhưng mà cái tinh thần là rất là quan trọng. Trải qua một cái giai đoạn nguy hiểm như vậy rồi thì cô phải ráng rèn luyện thể dục, rồi ăn uống kỹ cương và ngủ nghỉ tốt hơn. Thì bà chị ruột của mình á, bà mới nói là nên phải luyện tập yoga để mà nó có một cái sức khỏe tốt hơn. Cô mới bắt đầu tập là cách đây 6 tháng thôi, thì cô thấy cơ thể cải thiện rất là tốt, cô khỏe hẳn lên, cô không còn thấy mệt mỏi nhiều, không còn đau nhức nhiều. Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng 15 năm đồng hành cùng chiến thắng.